Hello anh em, thì hôm bữa em có chia sẻ cho anh em một cái clip về năm cái nguyên nhân, năm cái lý do mà làm cái cây phôi mình mới ghép bị suy. Thì có rất là nhiều anh em hỏi em về cái vấn đề những cái cây mai mà thành phẩm trong cái quá trình chơi tự nhiên nó chuyển biến xấu và nó chuyển sang cây yếu và chuyển thành cây suy. Thì thực sự là có rất là nhiều nguyên nhân mà em không có thể nào mà chia sẻ hết trong cái video này. Thì trong video này em sẽ tìm ra một số cái nguyên nhân chính, một cái hướng khắc phục cơ bản cho anh em mình chơi, mình biết và mình có cái hướng để mà xử lý cái cây mai suy yếu của mình. Trước tiên thì em lưu ý với anh em là hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên đó là nhà vườn làm mai là mai phôi, mai lớn, mai thành phẩm thì toàn bộ đều có thể bị yếu, bị suy, bị chết nha anh em. Cây phôi hay cây thành phẩm gì cũng như vậy. Cái vấn đề thứ hai em lưu ý với anh em, những cái cây mai mà thành phẩm á, mà nó bị suy rồi thì thật sự rất là khó cứu. Cái thời gian cứu phải tính bằng năm, cây nhỏ nhỏ thì cũng phải tầm 2 năm, cây lớn thì 3-4 năm là chuyện rất là bình thường. Thì thành ra anh em mình chăm sóc thì gắng cố gắng giữ cho nó sạch, nó xanh, nó tốt, nó khỏe thì sẽ ok hơn là cứu những cái cây mai suy yếu nha anh em. Thì những cái cây thành phẩm, những cái cây mà ghép khoảng 2-3 năm trở lên anh em thì nó sẽ xảy ra trường hợp bị suy yếu trong hai cái thời gian. Một cái khoảng thời gian mà thường gặp nhất đó là cái thời gian mình chơi Tết xong anh em, thì rất là dễ xảy ra cái tình trạng suy yếu. Tại vì sau khi mà nó rút nhựa lên, nó làm bông, nó nở bông thì cái cây mai nó bị yếu. Nếu mà trong cái giai đoạn này mình chăm sóc, mình làm nó không có kỹ thì rất là dễ xảy ra cái tình trạng suy. Ngoài ra thì trong cái quá trình trong năm thì cũng có một số cái lý do bệnh tật hoặc là cái lỗi chăm sóc làm cho cái cây mai mình bị suy. Thì ở trong video này em sẽ chia sẻ cho anh em một số trường hợp em thấy nhiều nhất khi mà anh em nhờ em tư vấn qua Zalo 0938934323 đó, thì em sẽ chia sẻ lại cho anh em. Với những cái cây mai mà ghép gọi là thành phẩm rồi, tự nhiên anh em mình đang chăm sóc bình thường, vẫn phân thuốc ok theo đúng lịch trình mỗi năm, nhưng mà tự nhiên sẽ có những cái chuyển biến xấu biểu hiện trên cái lá, hoặc là cái cây nó ngừng phát triển hoặc là chậm phát triển. Thì thường có một số cái nguyên nhân cơ bản sau đây thì em thấy là thường gặp nhất. Cái nguyên nhân đầu tiên là cái liên quan đến cái chất trồng của mình anh em. Cái chất trồng của mình thì nguyên nhân em thấy thường nhất là khi mà bắt đầu vô cái mùa mưa đó anh em. Cái mùa mưa thì mưa nó nhiều và cái lượng nước nó vô cái chậu cây nhiều, nó dẫn đến cái tình trạng sập hoặc là bọng chất trồng anh em. Hoặc là cũng có thể là trong cái giai đoạn đầu năm á, anh em mình vô cái chất trồng không có chặt, hoặc là do cái lý do là cái bộ đế nó hơi đặc biệt anh em, vô cái chất trồng nó không được chặt. Và sau khoảng chừng 2-3 tháng mình tưới, cây thì sinh trưởng phát triển bình thường, nhưng mà đến cái giai đoạn đó đó, cái chất trồng nó bị sập, nó bị bọng ở dưới, và cái rễ, cái một cái bộ phận rễ của cái cây mai đó nó không có tiếp xúc được chất trồng, và qua cái khoảng thời gian thì cái phần rễ đó nó không có phát triển hoặc là nó bị tiêu luôn. Thì nó rất là dễ xảy ra và nó làm cho cái cây mai mình nó sẽ có cái biểu hiện rất là nhanh trên lá. Và cái trường hợp này thì mình khắc phục bằng cách mình phải theo dõi thường xuyên hơn. Và khi mà mình thêm cái chất trồng đó thì mình phải thêm thật là kỹ, mình kiểm soát cái việc mà cái chất trồng nó phải làn thật là chặt vô chậu, vô cái bộ rễ. Nó vẫn thoát nước tốt nha anh em, nhưng mà cái chất trồng không được bị bọng. Nếu mà bị bọng thì cái cây mai của mình, đặc biệt là dòng mai nằm trên chậu, nó rất là dễ bị sụp cây và nó bị suy, thậm chí là chết là chuyện rất là bình thường. Và thứ hai thì nó cũng liên quan đến những cái vấn đề ở trong cái chất trồng của cái cây mai. Thì thường là anh em mình chăm sóc cái cây mai là mình thấy cái bộ lá đầu tiên, thì thường là những cái bệnh về lá đó, những cái chuyển biến xấu của cái lá đó thì anh em mình xử lý được ngay, xử lý được liền và rất là dễ để mà xử lý khi mà nó bị rồi. Còn đối với cái trường hợp mà những cái bệnh mà nằm trong cái chất trồng á, thì anh em mình không có thấy và thường anh em mình bỏ quên, mình không có phòng anh em. Những cái bệnh mà nằm trong cái chất trồng thường là mình phải phòng trước thì nó mang cái hiệu quả cao hơn, để mà mình khi mà mình phát hiện rồi đó thì cứu cái cây mai rất là khó nha anh em. Một số cái bệnh mà trong cái chất trồng thường thấy, thường có trên cái cây mai nằm trên chậu á, thì theo em đó là nấm rễ. Cái thứ hai là những cái bệnh như tiếng trùng. Và cái thứ ba đó là những cái vấn đề liên quan đến cái việc mà anh em mình canh nước sai cách. Thì cái vấn đề mà tuyến trùng và cái nấm á, thì thực sự nó rất là dễ nè. Mình nhớ cái lịch sử dụng cái Trichoderma
và những cái loại thuốc chị nắm rễ tiêu biểu như Gidomingon sử dụng sau khi mà mình thay chất chồng nha anh em. Sau khi mình thay chất chồng hoặc là khi mình thêm cái chất chồng vô thì mình bắt buộc mình phải sử dụng. Khi mà mình ủ chất chồng, làm chất chồng đó, mình có ủ Chicoderma, và sau khi mà mình thay chậu, thay chất chồng hoặc là mình thêm cái chất chồng vô cái cây mai đó thì mình nên sử dụng Gidomingon. Và trước và trong cái mùa mưa thì nên sử dụng Gidomingon thường xuyên để mà mình phòng cái bệnh nấm cho cái gốc cây mai. Ngoài ra thì một cái loại bệnh mà anh em mình chắc ít biết đó là cái tuyến trùng, nó làm hư cái bộ rễ mình rất là nhanh, và chỉ có cái biện pháp phòng trừ thôi. Tại vì cái tuyến trùng nó giống như một cái loại rất là khó trị nên, và khi mà bị rồi thì cây mai rất là lâu để phục hồi, tại vì gần như cái bộ rễ của nó bị hư hết. Về cái tuyến trùng thì trên thị trường có hai cái loại là Tobigo và Vifu Super, thì tương đối dễ sử dụng. Em để tên trên màn hình, em cũng có nêu rất là lâu, rất là nhiều ở trong những cái video của em rồi, anh em mình có thể tham khảo. Về cái phần mà canh nước cho cái cây mai đó thì một cái video ngắn rất là khó để mà nói. Thì canh nước cho cái cây mai nó có hai cái vấn đề chính thôi nè. Cái vấn đề thoát nước tốt, một số anh em mình hiểu lầm là cái cây mai mình tưới vô mà nó chảy nước dưới đít chậu chảy ro ro chảy tốt là cái cây mai mình không có bị dị nước. Nó không phải nè, nó còn liên quan đến cái độ ngậm nước của cái chất trồng đó. Thì nếu mà cái chất trồng của mình đó nó ngậm nước lâu hơn những cái chất trồng khác thì rất là dễ xảy ra cái tình trạng dị nước, cái bộ rễ nó không có phát triển, hoặc là dẫn cái tình trạng cái rễ mình bị thối, và đó là một cái môi trường thuận lợi cho nấm bệnh tấn công cái bộ rễ của mình. Thì cái thoát nước là cái đầu tiên, và cái thứ hai là anh em mình phải kiểm tra cái chất trồng của mình nó có ngậm nước nhiều hơn bình thường hay không. Có một ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như trong trường hợp nè, bên vườn anh em đi nắng no bình thường, và thì khoảng 24 giờ thì khoảng 30% cái độ cao của chất chồng đó, anh em mình thọt ngón tay xuống thì cái chất chồng nó tương đối là khô. Thì đó là khoảng 24 giờ. Còn một số trường hợp mà em tư vấn cho một số anh em khác ấy, thì có khi mà 3 ngày 5 ngày 7 ngày, thậm chí là có người mười mấy ngày luôn mà cái chất chồng nó không có khô nè, dù để ngoài trời nắng gắt nha nè. Thì đó là những cái trường hợp cái chất chồng mình sử dụng sai dẫn đến cái cây mai mình hư cái bộ rễ. Thì do đó là cái cây mai mình mua về, anh em mình mua về cây sung khỏe, rễ rất là ok, cái lá nó xanh tốt, mà anh em mình thay chất chồng vô chăm sóc sau càng ngày nó càng xuống, dù mình làm chăm sóc theo đúng cái bài bản của nhà vườn chia sẻ. Đó là liên quan đến cái vấn đề chất chồng và cái vấn đề canh nước mình làm không có tốt nha anh em. Đối với cái trường hợp mà những cái cây mai mà anh em mình chơi tết xong nó bị sụp, nó bị suy, thì cũng có một số cái nguyên nhân cơ bản thôi. Ở nguyên nhân đầu tiên đó là khi mà năm vừa rồi anh em chăm sóc nó, cái anh em mình thúc dữ quá, mình khai thác tối đa, mình sử dụng lượng phân bón cao, cái cây mai nó căng sức ra, nó cho bông tết nó rất là đẹp. Và qua năm thì cái cây mai nó sẽ yếu hơn so với bình thường nha nè. Tại vì cái cây mai mà nó quá rực rỡ thì thực chất là do cái cây mình nó sung quá mà nó bung hết nhựa lên trên bông. Thì qua năm thì anh em mình phải chăm sóc theo cái chế độ phục hồi cao hơn. Nếu mà anh em mình cứ đè nó và mình ép nó sung khỏe được giống như năm trước nữa thì nó rất là dễ xảy ra cái tình trạng xíu. Ngoài ra thì có một số cái cách mà mình chơi mai nó làm ảnh hưởng đến cái cây mai của mình nhiều. Ví dụ như trường hợp anh em mình chơi cây mai mà anh em mình chơi đến khoảng một tháng luôn, nằm ở trong những cái khu vực mát, ví dụ như ở trong cái mái hiên hoặc là ở trong nhà của mình rất là dễ xảy ra cái tình trạng cái cây nó bị yếu nhanh. Nói chung là những cái vấn đề liên quan đến chơi cái cây mai, khai thác cái cây mai quá mức trong cái dịp nở bông tết rất là dễ dẫn sẵn ra tới tình trạng cái cây mai mình qua tết nó bị yếu nha nè. Suy thì chưa chắc nhưng mà yếu thì sẽ có, và mình gặp phải trường hợp đó thì mình nên nghiên cứu kỹ những cái bài về cái phục hồi nha nè. Phục hồi sau tết thì cái cây mai mình mới có cơ hội nó sung khỏe trở lại. Cái vấn đề thứ hai là do khi mà anh em mình chơi tết xong á thì mình có những cái tác động đến cái cây mai nó không có đúng quy trình. Ví dụ như một số anh em mình có quan niệm là mỗi năm mà thay chậu cây mai liên tục đó là cây mai nó mới đủ cái chất trồng, mới đủ cái chất để sinh trưởng phát triển, thì cái đó là một cái quan niệm theo em nhanh em. Cái này cái quan niệm cá nhân đó là mình không nên thay chậu cho cái cây mai, đặc biệt là dòng mai ghép nhiều.
mình chỉ thay chậu khi cái cây mai nó cần thiết, ví dụ như cái bộ rễ của cây mai nó ăn gần hết cái chất trồng của nằm trong chậu rồi, hoặc là cái bộ tán ở trên, cái bộ tán lá ở trên này nó quá to so với cái kích thước chậu và mình cảm giác là cái này nó không đủ nuôi nữa rồi thì mình mới quyết định thay chậu nhanh em. Hoặc là một cái trường hợp là cái cây mai nó bị bệnh, bệnh nấm hoặc là bệnh trứng trùng gì đó thì mình bắt buộc mình phải thay chậu, thì cái đó là trường hợp bất khả kháng rồi. Chứ không phải là năm mỗi năm mỗi thay chậu, hoặc là một năm thay chậu hai lần là cái cây mai mình sung khỏe nha nè. Thực sự thì nó hiểu đơn giản là cái mai nó đang đã quen ngay với cái không cái chất trồng này rồi, quen với cái chậu này rồi, quen với cách sống này rồi. Đây mình cứ nhổ ra thay thì càng ngày nó càng suy thôi. Và cái trường hợp này rất là nhiều anh em mình khi mà mình chơi cây cảnh á, thì làm như vậy được, nhưng mà chơi cái cây mai đặc biệt là dòng mai ghép thì không nên nha anh em, không nên thay chậu nhiều, thay chậu khi cần thiết thôi. Và cái thời gian bên em thay chậu thì cũng không có cái công thức là 2 năm 3 năm thay, nhưng mà cũng rất là ít khi trường hợp mà mỗi năm thay một lần anh em. Thì anh em mình nên lưu ý với vấn đề này, thực sự nói thì nó nghe có chán nhưng mà rất là nhiều anh em mình bị. Để mình chăm sóc cái cây mai không bị suy á, bao gồm cái việc mình làm phôi và cái việc mà mình chăm mấy cái cây thành phẩm như thế này nè anh em, thì nó có rất là nhiều cái để mà mình quan tâm. Nhưng mà thường á thì em thấy anh em mình bị ngay ở những cái lỗi như thế này. Cái đầu tiên á là về cái việc mà mình vô phôi, mình xử lý phôi sai. Vấn đề thứ hai á là khi mà mình chơi tết xong thì anh em mình xử lý cái cây nó sai, thì đó là hai cái nguyên nhân mà dễ dẫn đến cái tình trạng suy cái cây mình nhiều nhất. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là cái phần thường là anh em mình mới chơi là mình muốn theo cái kiểu gọi là em yêu khoa học anh em, có nghĩa là áp dụng cái này cái kia, thử cái này cái kia vào cái cây mai của mình, và dẫn đến cái tình trạng cái cây mai mình nó bị rối loạn và dẫn đến bị yếu và từ từ thì bị suy. Thì có ba cái đó là ba cái phần em thấy anh em mình bị nhiều nhất. Vì bây giờ cái thông tin chia sẻ về cái cách làm mai, cách chăm sóc mai ở trên mạng rất là nhiều, từ Magin, Mai Ghép, từ Bắc vô Nam luôn. Ở miền Bắc thì bây giờ cũng đã có những cái kênh YouTube chia sẻ rất là ok về chăm sóc cây mai ở miền Bắc rồi. Miền Trung thì bấy lâu nay cũng đã có, và miền Nam thì rất là nhiều. Thì anh em mình có thể mình tham khảo kỹ, và anh em mình lưu ý ba cái phần em vừa chia sẻ với anh em. Thì em có số Zalo là 0938934323, anh em nào cần tư vấn thêm á thì có thể add Zalo em, inbox em sẽ tư vấn anh em trong phạm vi hiểu biết của mình. Cảm ơn anh em, và nếu được thì anh em mình đăng ký kênh, để like video và để lại một comment ủng hộ em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.